Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem kênh New 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lisa Blackpink bị khủng bố chìm trong chỉ trích sau lịch trình biểu diễn ở hộp đêm thoát y. Quyết định táo bạo trong sự nghiệp của Lisa Blackpink đã khiến nhiều người hâm mộ Phật lòng. Lisa Blackpink hiện là tâm điểm tranh cãi về lịch trình biểu diễn 5 đêm tại hộp đêm nổi tiếng Crazy Horse tại Pháp Hộp đêm này là nơi tổ chức những đêm diễn thoát y nổi tiếng, chỉ dành cho khán giả trên 16 tuổi và cấm khán giả ghi hình. Dù chưa biết Lisa sẽ biểu diễn gì và mức độ táo bạo đến đâu, nhưng quyết định của em út Blackpink đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí, một trạm tỷ, người đứng đầu và có tiếng nói trong cộng đồng fan, có điều kiện kinh tế ủng hộ mạnh mọi hoạt động của idol của Lisa ở Trung Quốc, quyết định ngừng ủng hộ Lisa, xóa mọi bài đăng về em út Blackpink Đến nay, đến lượt Instagram của nữ idol bị khủng bố, ngập lụt trong những lời chỉ trích, ngăn cản Lisa. Và nhiều bình luận trên Instagram của Lisa có thể kể đến như Idol đẳng cấp thế giới, vô số fan tuổi teen lại đi biểu diễn ở hộp đêm thoát y. Fan phàn nàn stylist cho idol mặc đồ quá ngắn, nhưng chính cô ấy lại diễn ở hộp đêm nhạy cảm. Lisa từng nói không dám đăng ảnh bikini vì sợ mẹ thấy. Bây giờ mẹ cô ấy không quan tâm nữa à? Danh tiếng của Lisa đã bị ảnh hưởng. Quyến rũ và tự tin thì được, nhưng một nữ idol hàng đầu biểu diễn ở đó thì không chấp nhận được. Tại sao hộp đêm thoát y lại trở thành biểu tượng của niềm tự hào và tự do của phụ nữ? Sau khi diễn xong, mỗi lần Lisa xuất hiện là người ta lại nhắc đến show thoát y. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực Lisa cho rằng đây là một loại hình nghệ thuật và Lisa đang xây dựng sự nghiệp riêng. Lisa Cien, một trạm tỷ nổi tiếng khác vẫn ủng hộ nữ idol, thậm chí chuẩn bị sẵn quà cho đêm diễn của Lisa. Bên cạnh đó, việc Lisa tự nhận show diễn gây tranh cãi cũng làm dấy lên nghi vấn cô không tái ký hợp đồng với YG Entertainment. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Knew 24h.